Chương trình Từ Thưa với luật sư Trịnh Văn Tuyên hôm nay chúng ta lại có một đề tài nóng bỏng để bàn về. Kính chào quý vị đến với tin 5 phút. Bây giờ là gần nửa đêm thứ hai ngày 24 tháng 6 2019 giờ California. Chúng tôi mời quý vị nghe bản tin sau đây. Đó là các nghị viên gốc Việt bị bà cựu thị trưởng Westminster chỉ trích. Trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng thành phố Westminster chiều thứ Tư ngày 19 tháng 6 vừa qua, hiện diện trong buổi họp có 4 trong 5 thành viên của hội đồng là thị trưởng Tạ Đức Chí, phó thị trưởng Kimberly Hồ, nghị viên Charlie Chí Nguyễn và nghị viên Tài Đỗ. Vắng mặt trong buổi họp là nghị viên Sergio Contreras, người duy nhất không là gốc Việt. Đề tài của buổi họp khẩn cấp này là để đưa ra một thông báo xác minh thành phố Westminster không chính thức là thành phố Hồ Chí Minh như một nghị viên đã viết châm biếm trên Facebook. Trong khoảng 30 cư dân ghi danh để phát biểu trước hội đồng đã có bà Marjorie Rice, cựu thị trưởng của thành phố Westminster trong nhiều năm. Năm nay bà đã 90 tuổi vẫn còn làm việc cho chính quyền thành phố trong ban giám đốc khu vệ sinh Midway City. Nhân dịp dự buổi họp này, bà đã phê phán ba nghị viên bị xem là đã phe đảng với nhau. Bài phát biểu của bà Marjorie Rice dành cho từng nghị viên gốc Việt có mặt trong hội đồng hôm đó đã có nội dung như sau. Bà nói, tôi đã nghe nhiều cuộc nói chuyện, binh vực cũng như chỉ trích, và tôi phải nói điều này với thị trưởng Tạ Đức Chí. Tôi đã từng ủng hộ anh hoàn toàn và anh biết rõ điều đó. Trong 6 năm, anh là một trong những nghị viên thành phố giỏi giang nhất mà tôi đã làm việc với khi tôi giữ chức thị trưởng. Nhưng anh đã thay đổi. Khi Tyler Diệp gia nhập hội đồng thì thái độ thông thường đó của tôi đối với anh đã thay đổi. Tôi không còn ủng hộ anh nữa. Tôi rất xin lỗi về điều này, nhưng tôi không thể ủng hộ anh như trước. Về phần Charlie Nguyễn, tôi đã ủng hộ anh hoàn toàn để anh được vào hội đồng thành phố. Anh đã hứa rằng anh sẽ đại diện hết tất cả mọi cư dân của Westminster. Tôi từng nghĩ rằng anh sẽ bỏ phiếu khác đi và sẽ mang đến sự minh bạch cho hội đồng này. Anh có quyền đề cử bất cứ ai mà anh muốn và chính quyền thành phố, và anh có quyền trong lĩnh vực đó. Như tôi đã từng đề cử con gái của tôi, và tôi đã thực hiện một cách minh bạch ngay trước mặt hội đồng, và hội đồng của tôi đã bỏ phiếu chấp thuận. Tôi đã không làm điều đó một cách lén lút, và tôi không nghĩ anh muốn làm chuyện đó một cách lén lút. Tôi nghĩ là anh đã làm vậy và không làm một cách công khai. Và tôi muốn cho cô Kimberly Hồ biết là tôi đã không bỏ phiếu cho cô, và tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cô. Tôi nghĩ rằng cô nói một đằng nhưng làm một nẻo. Cô làm theo anh Tyler Diệp khi anh còn là nghị viên. Cô không đi đến một quyết định. Cho đến khi anh Tyler Diệp bỏ phiếu thì cô biết mình sẽ bỏ phiếu như thế nào. Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ về điều đó, và cô không đáng có mặt trong hội đồng này. Cô không đại diện cho những cư dân Westminster. Theo thiện ý của tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cô. Tôi đã không bỏ phiếu cho anh Tài Đỗ, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho anh trong tương lai. Tôi đã từng cố gắng làm như anh đã làm, khi tôi tìm cách đưa một chuyên viên tư vấn đến dạy cho hội đồng thành phố biết cách phục vụ người dân. Tôi nghĩ là anh đã nói điều đó một cách mỉa mai, rằng nếu hội đồng chúng ta cứ tiếp tục như thế này, thì chúng ta sẽ bị người dân hồi phiếu. Tôi đoán là anh muốn nói điều đó. Tôi hy vọng là anh muốn nói như vậy. Tôi thấy chuyện gì đang xảy ra cho thành phố của chúng ta thật là kinh hoàng. Cá nhân tôi thì tôi không phải lúc nào cũng là một thị trưởng tốt. Tôi đã từng làm những điều sai lầm, nhưng tôi biết tôi sai, và tôi đã mau chóng lên tiếng công nhận rằng tôi đã làm sai. Tôi hy vọng thị trưởng Tạ Đức Chí cũng sẽ làm như vậy như tôi. Tôi cảm thấy rất kinh hoàng trước nhóm ba người quý vị. Tôi rất tức giận trước những gì quý vị đã gây ra cho thành phố của chúng ta. Tôi đã là cư dân của thành phố này trong suốt 62 năm, và tôi quyết chí tranh đấu cho thành phố của chúng ta được tự do, và quý vị sẽ không thống trị chúng tôi. Đến đây chúng tôi xin kính chúc quý vị được một ngày an lành, một đêm an lành ở bất cứ nơi nào quý vị đang sống. Xin bấm subscribe và giúp kênh của chúng tôi được tiếp tục trên YouTube. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương trình Từ Thủ Đô với luật sư Trịnh Văn Tuyên
Hôm nay tạm chấm dứt nơi đây. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.